Vâng, trận đầu tiên của vòng cuối cùng, Chip Boy đang hòa 3 đều. Chip Boy đang hòa 3 đều. Mà nếu như Chip Boy thắng 4-3, Chip Boy cũng không còn cửa để vô địch nữa. Vâng, hôm nay tôi tính lại nào. Chip Boy là người đang có cái hiệu số là nếu thắng He 4-3 thì Chip Boy sẽ có là 6 điểm. Vâng, Chip Boy sẽ có 6 điểm và hiệu số của anh là 0. Nếu mà ở vòng cuối Chip Boy thắng Hồng Anh 4-0 thì anh sẽ có 9 điểm, hiệu số 4. Vẫn cứ là không vô địch, mặc định là không vô địch, cùng lắm mới được giải nhì. BB thắng thì Chip Boy cũng giải nhì, mà Chim Sẻ thắng thì Chip Boy cũng giải nhì. Mà từ từ đã, Chim Sẻ mà thắng game thủ BB là tỷ số 4-3 thì Chip Boy chỉ được có giải 3 thôi, khi mà bằng hiệu số BB Chim Sẻ vô địch. Nhưng mà BB lại thắng Chip Boy ở đối đầu, vì vậy mà Chip Boy chỉ được giải 3 thôi. Nên là bây giờ chỉ có cầu mong nhất là chim sẻ thắng BB cách biệt tỷ số là 4-2, 4-1 hoặc 4-0 thì Chip Boy mới được nhì. Đấy là trong trường hợp mà trận chung kết với He Chip Boy còn phải thắng đấy, chứ còn thua rồi thì còn nói làm cái chuyện gì nữa. Thôi bây giờ quan tâm ông vô địch, và ông nào vô địch là ông thắng trong cặp đấu này, BB và Chim Sẻ. Vâng, Seng và Chim Sẻ trận thi đấu đầu tiên. Có một cái sự trùng hợp, đó chính là ở cái vòng ở cái giải Tứ Hùng trước Tết, Chim Sẻ thắng cả 3 trận trước khi lọt vào đến vòng thứ 4. Còn BB là thua 1 thắng 2. Và ở cái vòng cuối cùng đó thì BB thắng Chim Sẻ 4-2 và vô địch. Ngày hôm nay tôi đang thấy là lại đổi mất cái chiều hướng và cái trường hợp. Đó chính là BB là người thắng cả 3 vòng trước và đến với cái vòng này. Còn Sẻ thì lại là người thắng 2 thua 1 bước vào cái vòng này. Và nếu bây giờ mà Sẻ thắng BB để vô địch thì đúng là trả thù rất ngọt ngào, bằng đúng cái cách BB vô địch ở giải Ngũ Hùng trước Tết. Vâng, kịch bản nó giống hệt nhau luôn. Ông nào mà thắng 3 vòng đầu và đến vòng thứ 4 thì đều là không vô địch. Thế nó mới dị. Chúng ta cùng chờ xem đúng là kịch bản và cuộc trả thù ngọt ngào tới từ Chim Sẻ trước BB không, với một cái kịch bản nó giống hệt luôn, không sai một ly gì cả. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Seng đối đầu với Katarian của BB, quân tịt dành cho game thủ BB. Quân tịt, câu hai voi về 25 dân đánh chuẩn, và thế là đủ để hạ gục được Katarian tới từ game thủ BB. Hai hit. Ok. Vâng, không chết dần, rất may mắn rồi. Vâng, các bạn hãy xem kênh Chip Boy và cập nhật tin tức liên tục giúp cho mình đi, xem mà Chip Boy thắng hay là thua. Như vậy đã tìm ở nhà BB nằm ở góc 4 giờ. Chính ra là góc 4 giờ 45 phút. Vâng, nếu Chip Boy mà thắng He, sau đó thắng nốt Hồng Anh thì sẽ là hay. Còn nếu Chip Boy thua He thì thôi, nói chung là lầm. Vâng, Chip Boy thua He thì chúng ta thì He đã thi đấu đủ cả 4 vòng rồi. Anh thua BB, thắng Hồng Anh và thắng Chip Boy, 6 điểm. Vâng, các bạn luôn nhớ rằng là giải Ngũ Hùng này chúng ta sẽ tính hiệu số trước và đối đầu sau.
luôn nhớ một điều là hiệu số trước và đối đầu sau, chứ không phải là tính đối đầu trước và hiệu số sau. Chúng tôi đề cao nhiều hơn cái câu chuyện là thắng được càng nhiều trận thì càng tốt, chứ không phải là tính đối đầu. Chuẩn bị đóng phù. 1L bánh xe cho chắc chảy. Bi không ăn được vàng khi cầm Catarian. Vậy thì khoai quá. Con giò của xe sắp ngỏm rồi. Nhưng đây là phù dành cho xe. Vâng, vẫn đang thốn và vẫn đang cực kỳ thốn. Bi chưa kịp bò BB và BM. Xe sẽ lao thẳng ở bãi gỗ của BB và có được tỷ số 1-0 trong cuộc đối đầu với BB. Quá thốn. Có bánh xe nhưng mất giò rồi. Ăn được con giò của đối phương. Một nhà BA đánh chuẩn bài và là 1-0 dành cho xe. Vâng, xin phép mạn phép chỉnh tỷ số luôn khi đây nó là một cái kèo quá tịt. Và tính đến thời điểm này thì Bi không còn cửa nữa rồi. Mất con lạc đà có lẽ Bi sẽ quýt luôn. Dành sức cho trận thi đấu sau thôi em ơi. Thi đấu thứ ba, IA của sẻ, các bạn có nhìn thấy BB quân gì không ạ? Anh ấy tôi đang up clip. Anh ấy soi quá nhanh và không nhìn thấy cái gì cả. IA và gì? IA và gì? Không thấy anh em nói gì cả. Anh em nói gì đi chứ. IA Maxe. IA Maxe, vâng xin cảm ơn anh em. Rất nhiều anh em có chữ Max. IA Maxe. Và cùng đến với trận thi đấu thứ ba này. Cố lên cả hai em. Ai thắng người đó vô địch. IA Maxe thì tôi vẫn thích cái ông IA này hơn. Với FD thì một người bóng giò rộng, một người dân chạy nhanh. Bài ông IA thường là bài đẹp. Bãi quả đầu của sẻ là một bãi quả xấu. Có bầy hiêu cạnh rừng và nó sẽ là chiếc BS đầu chăng? Đó là bầy hiêu thứ hai. Vâng, có anh đại K007 bảo tao nhìn thấy là AC. Nhưng mà đen, mắt anh hơi có vấn đề. Nó là Maxe. Có thêm vòi ở phía rất xa. Xe cần phải ép đời mắc binh bài này. Rồi lùa hiêu rất tỉ mỉ và cẩn thận. Ép đầu dành cho xe. Rất đẹp mắt. Tiếp tục đang cố gắng đi dò thêm. Trận này ai sẽ vượt lên dẫn trước 2-1 đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Thêm 7 hiệu nữa. Và đây là bãi quả phụ. Bãi quả phụ ở rất xa. Bài 25 dân tới từ game thủ chim sẻ. Có thêm 7 hiệu nữa. Vâng, các anh vẫn đang mơ về Maxe có cung giờ. Thì kinh rồi. Chim sẻ BB. Cuộc đối đầu rất được chờ đợi.
cắt dần ra ăn thêm. Tôi nghĩ là 7 hiệu. Và thêm một chiếc bet nữa dành cho xe. 26 dần, chuẩn bị kích đời. Kích. Kích. Bãi có đầu đẹp còn kích sớm hơn đấy. Như vậy là 804 dành cho xe. 804 dành cho xe. Rồi, đẹp mắt cả cái bầy hiêu này rồi. Bây giờ chỉ là cơ cấu nhà và khai triển chiến thuật thôi. Cố lên nào. Vâng, đóng lờ khá dị dành cho xe. Anh đang bò nhà cực rộng. Bò nhà siêu rộng. Con giò công giáp. BB lên đời cũng khá tốt trận thi đấu này. BL thứ hai. Và liệu đi cắm y đối phương không? Anh sẽ đánh theo kiểu gì đây? Ăn hoang thêm bầy hiêu. Giò đối phương vừa xuất binh. Lên đời xong. 2L vắt đều. Bi đang khung nhà. Cần phải dù y. Cần phải dù y không hay là lên A? Đó là câu hỏi mà tôi đang muốn trả lời. Nhưng để đấy, đừng vào vội. Đừng, rồi, đây rồi. Đây rồi thì đôi giày là đây rồi. Ơ kìa, Bi ra check. Người ơi, Bi ơi. Sao Bi lại check? Đèn. Bi check quá đúng thời điểm. Bị check quá đúng thời điểm. Ôi trời ơi. Tơn nghiệt ngã. Tơn đó mà ngon thì có phải là tuyệt vời không? Có dâng dần lên để cắm y hay không? Khi mà lực của sẻ đang là quá khỏe. Không, anh đang định chơi một tơn chém vẩy e. Anh định chơi một tơn chém vẩy e chứ không phải là cắm y. Anh ra được rất nhiều ruộng. Đã có y thủ dành cho BB chưa? Tôi chưa thấy BB đóng y thủ. Dường như chưa đủ gỗ. Tơn chém vẩy e liệu có đỡ được hay không? Vâng, chém vẩy e em ơi. Tơn quyết định. Nào, giành gỗ tơn này. Đây rồi. Nào, ba con chém. Liệu còn ban hoang ở phía ngoài có y công? Đỡ vào mắt. Vâng, con Max C đang bị chém vẩy e. Đỡ vào mắt. Nào. Rồi, xong rồi. Đóng A để mà thủ. Đỡ đi đâu bây giờ? Tiếp tục vẩy e trong. Tôi nghĩ là không ăn thua dành cho Bi. Vì chém ruộng nó sẽ rất nhanh. Bắt đầu đóng A dành cho sẻ. Bi cũng chém nổi nhưng Bi còn đang mải thủ ở nhà mình. Bi đi dâng nghi khi có một đạo dân ăn hoàng ở giữa cái bản đồ này. Có một ý thủ nhưng nó là quá muộn màng dành cho Bi. Và vẩy e tới từ sẻ.
đóng toàn nhà cứng công. Một BS và sửa khu vực này. Tiếp tục bài vào khu vực làm ăn tới từ game thủ BB. Để ý sửa mặt dưới. Một BA không. Vâng, tiếp tục là chảy cối sửa. Rồi, BB mất toàn bộ dân gỗ. Một BS nữa hay một BB? BB, một BA nữa cứng mặt luôn. Như vậy là BB hết sạch dân rồi. Còn một đạo rơi ăn hoang ở phía ngoài dành cho BB thôi. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề của chim sẻ. Cung A hai áo chuẩn bị lên sọng. Tỷ số là 2-1 dành cho game thủ chim sẻ. 2-1 dành cho sẻ. BB hợp lý. Vâng, BS cho nó phiêu. Tìm rất ăn hoang tới từ B thôi. Cung A hai áo lên xong rồi. Tham lai 42/36 dành cho game thủ chim sẻ. Quá cứng. Một trận đánh rất tốt của game thủ chim sẻ. Vâng, trận thi đấu bản lề trong chung kết, trận thi đấu thứ 5 của cái đầu của BB và chim sẻ. Chim sẻ và BB đang quá căng đi. Và đây là minoan của sẻ. Bên kia là Greg. Kèo hay nha, cùng một bóng nhà. Kèo này chưa biết thế nào đâu. Greg đưa về thế công phù đập dân, có khi minoan còn oằng. Khi mà phù của Greg thì mắc công nghệ, còn phù của minoan thì không. Chưa biết thế nào một lần. Cùng xem sẻ và Bi sẽ đánh với nhau như thế nào trong bài này. Chưa thể nói chưa được điều gì cả. Minoan Greg, có nhiều người thích cầm Minoan nhưng cũng có nhiều người lại bảo Greg là đánh dễ hơn. Ở một cái trình độ cao như thế này rồi thì nó cũng phụ thuộc vào bài là rất nhiều. Một lờ nâng bánh xe, sau đó chơi phù và đập dân tới từ game thủ BB. Căng. Vâng, để Minoan lên được cung A để phải chống được cái bài công phu đập dần tới từ ông Greg đã. Bãi quả phụ. Sẻ đi dò khá ảo. Cung thủ phù dành cho sẻ chăng? Vâng, xin cảm ơn anh. Cái gì đây? Vâng, anh Thiên Polivac đã vừa gửi tặng cho quý vị động viên, và cả anh Ngọc Tuấn 223 cũng vừa gửi tặng quý vị động viên 10k Gcoin. Trên lý thuyết thì là Minoan sẽ đánh cung thủ phù lên xong cung A là win chặt. Vâng, đấy là trên lý thuyết. Vâng, nhưng đối phương còn công phù cho chết luôn từ đầu cơ. Hai bãi quả phụ dành cho bài Minoan. Nhưng bài thế rất rộng. Và vàng cũng là bãi vàng xấu. Luôn nhớ đây là bãi vàng xấu dành cho sẻ. Có nâng đào vàng luôn mà chơi phù không? Còn vòi nữa. Ba vòi. Có hốc nhỉ? Nếu đóng S ở phía trên thì có hốc. S ở phía trên này chứ. Vâng, sẻ đã nhìn ra hốc rồi. Sẻ đã nhìn ra hốc của mình rồi. S ở phía trên gần với hai con voi, như vậy thêm hai voi nữa dành cho sẻ. Đó sẽ là hốc tới từ sẻ. Đóng sâu hẳn chiếc BS vào sát mép bản đồ là đẹp hơn. Đây rồi. Đẹp. Hơi trồi ra ngoài. Tập trung vào câu voi và nó sẽ là pha câu hai voi tới từ game thủ chim sẻ. Ba voi về, hai bãi quả phụ. Ừ.
Vâng, vẫn rất đẳng cấp dành cho chim sẻ, nhưng không được. Đơn dốc ảo. Anh đi một con đường khác. Chiếc BG thứ hai. Rồi, ngon nghe. 25 nông dân. Và sẽ là 26 nông dân. Nhưng một con dân ít ít máu thì để nó làm gỗ đi. Xe muốn nhốt. Kích đời. 804. Cũng 25 dân tới từ bi. BB. Anh khung nhà cực rộng luôn. Nhưng luôn nhớ bãi vàng là bãi vàng xấu. Bãi vàng ngoài này cũng xấu. Nhiều khả năng game thủ BB sẽ là người đi dâng lờ và công luôn T vào bãi vàng của sẻ. Và công cả phù luôn. Sẻ xem tham thì sẽ biết chỉ số giò của Bi tăng lên thì cũng đoán được bài đi dâng của BB thôi. Quan trọng là sẻ đỡ như thế nào. Bài này mặc định đánh giò thủ thì mắc binh. Giò thủ và chọc được vào dân của đối phương đi dâng mới gọi là chuẩn. 27 dân là tự tin dành cho sẻ. Cắt dân ra để ăn vàng. Luôn nhớ đây là bãi vàng xấu. Giò nâng cấp công lên vào đánh thủ. Không, sẻ đi giò. Quá tự tin dành cho chim sẻ chăng. Gặp sư tử. Lên đời là bằng khít nhau. Đây rồi, nông dân của BB đang ăn hiêu. Sẻ mới chỉ có cái công, không dám chọc mạnh. Anh đang rón rén trong tuần này. Có giáp rồi, bây giờ thì phích luôn. Như vậy là ở thế công dành cho sẻ luôn. Khá máu lửa. BP. Và kích bánh sẻ. Bánh sẻ. Rồi. Tỷ lệ fit là không có dành cho sẻ. Lùa con hiêu này về với, vâng, chiếc BS để ăn vàng. Liệu có bài công phù lên và đập dân tới từ BB không? Chim sẻ có bánh xe rồi, anh cũng không sợ bài công phù đập dân lắm. Thích thì chơi. Sóc được thêm dân giả. BA dành cho sẻ. Liệu có phải là chuyển A quá sớm? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây là nhà phù tới từ Bi. Chắc chắn đây là nhà phù chứ còn gì nữa. Bi mất thêm dần. Sẻ kích cung A và một nhà phù đều dành cho game thủ chim sẻ. Ra canh con phù đầu mà đi ăn nhá. Thì xin phép tình yêu. Bi có bánh sẻ. Sẻ còn ra được dần cái bài này. BA tiếp theo. Vẫn đang lùa dân của BB. Sẻ bị công vào bãi ăn hoàng. Sóc cung A. Quan trọng là có lực mà chơi cung A không. Tôi không để ý lắm là chim sẻ đã có chặt gỗ chưa. Còn nếu như lần từ đầu thì bây giờ là có đủ lượng gỗ để có thể ra ruộng. Có phù thủ và chuẩn bị là một pha công phù lên tới từ Bi. 100% Bi chuẩn bị công phù. Sẻ đang muốn lừa bắt phù của đối phương. Chiếc BA thứ ba. Anh vẫn để một lỗ hổng của đối phương lao vào để mình có thể chơi phù. 5 cái ruộng.
Nó là hơi ít để đánh ba nhà BA. Đây rồi, mang dân vào đập phù dành cho game thủ BB. Nhưng đây là sẻ và nó là cung A2 áo. Lối đánh rất tấu hài tới từ chim sẻ nha. Anh đang đánh chuẩn. Và Bi đang dở khóc dở cười trong tuần này. Bi công vào, cả dân cũng vào luôn. Tơn phù tới từ game thủ chim sẻ. Anh phù được một con chém tới từ Bi. Bắn phù thôi. Bi tưởng rằng đây là Hồng Anh, nhưng không, đây là sẻ. Và sẻ thì nó ở một cái đẳng cấp khác. BA tiếp theo dành cho sẻ đã bị hở ở bãi gỗ rồi. Gỗ vào cái nhà phù, cần phải chốt thêm e. Một trận thi đấu đánh châu phù từ Bi và nâng cấp công nghệ. Phù được mấy con cung A trong tuần này? Hai con cung A, ba con cung A, bốn con cung A. Và chơi nguyên phù tới từ BB. Một tuần đánh hay nha. Một tuần đánh là rất hay. Nhưng bây giờ thì bị ốp chạy nhà phù thủy rồi. Trận bản lề. Vâng, như vậy là 3-2 dành cho sẻ. Và trận thi đấu tiếp theo sẽ là cơ hội để sẻ vô địch, hay là cơ hội để Bi săn bằng tỷ số này? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Xiang, dấu chấm hết dành cho game thủ BB. Hình như bên kia là Pơ. Sự trả thù thực sự là quá ngọt ngào dành cho sẻ. Ở trước Tết thì chim sẻ đi nắng thắng 3 cái vòng đầu. Và anh để thua BB ở vòng cuối cùng với tỷ số là 2-4 và về nhì. Bây giờ thì ngược lại, BB thắng 3 vòng đầu và thua sẻ 2-4 ở vòng cuối và cũng về nhì. Nhường lại chiếc vô địch cho đối thủ của mình. Vâng, đúng là ngọt. Vâng, rất ngọt dành cho game thủ chim sẻ. Trả thù như vậy thì siêu ngọt ngào. Xem cái gì? Vâng, như vậy là Pơ dành cho game thủ Bi bé bỏng. Xem Pơ. Nhưng mà cửa thắng cho Xem nó vẫn là quá cao đi. Vâng, câu đổi vòi và thêm vòi nữa. Hơi nghiệt ngã dành cho Bi. Nhưng dù sao thì đây cũng là một sự trả thù rất ngọt ngào dành cho sẻ. Trong lần thua trước đó, bãi quả phụ, ui chào, nhưng không đóng được gờ. Có vàng, ảnh hưởng một chút, nhưng không phải là quá nhiều.
ảnh hưởng một chút nhưng không phải là quá nhiều. Không sao cả. Chiếc BS để ăn cả vàng và cả gỗ dành cho xẻ. Chiếc BS thứ hai. Khoai cho bi quá. Vẫn còn một vòi. Vâng, vào ngày hôm trước thì Bi cũng thắng sẽ đúng, vâng, vô địch. Khi vâng vô địch với đúng cái cách như thế này sẽ thắng 3 trận đầu và thua ở vòng cuối. Và Bi vô địch. Ngày hôm nay thì cũng giống như Bi, thắng 2 thua 1. Bi lại thắng 3 vòng đầu và sẽ thắng Bi ở vòng cuối, sẽ vô địch. Đúng là ngọt ngào. Vâng, kịch bản giống hệt nhau trong hai lần tứ hùng. Đó chính là người vô địch đều thua 2 và xin các bạn là thua 1 và thắng 2. Vâng, 25 dân và đánh chuẩn dành cho xe. Bài cung thủ phù. Cung thổi phù. Con T chống được con giò. Còn sau đó có ca kèo gì thì cũng đã có phù thủy rồi. Phù lạc đà và bắn con ca có lẽ sẽ kết thúc trận thi đấu. Cung thổi phù dành cho chim sẻ. Bò kín nhà đi em. Vâng, chim sẻ check in những khu vực nhà bè rất kỹ càng. Anh không muốn có một sơ suất. Khi đường đến vô địch và cơ hội vô địch chính là đây rồi. Còn tê nữa không? Kích bánh xe. Cung có giáp. Khắm. Rất khắm. BP. Và chốt e vào nào. Đối phương chưa lên đời. Thêm một con tê nữa được đi công dành cho xe. Không, anh đứng thủ thôi. BA thứ hai và một chiếc BE. Xin phù thủy. Dấu chấm hết dành cho Bi bé bỏng. Vâng, quá chắc chảy. Bi ép đời Persian khá muộn. Đây rồi, có cung R tới. Luôn nhớ là có phù dành cho xe. Và đã kín nhà rồi thì Bi chỉ còn cách là bất lực thôi. Như vậy là chim sẻ sẽ vô địch. Bi sẽ đứng thứ nhì mặc dù có cung điểm. Nhưng chim sẻ hơn hiệu số. Cứ thế mà ra sân và sóc đều 2A thì quá đơn giản. Tăng một BA nữa không? Lao thẳng vào đại bản doanh của BB. Và rìa. Những con nông dân không có bánh xe. Và chúc mừng chim sẻ với chiếc vô địch này. Ngày mai anh em ta lại vào Sài Gòn và tiếp tục những cuộc chiến và những cuộc phiêu lưu trong đất Sài Gòn thôi. Như vậy là buổi trực tiếp của website gametv.vn. Vâng, giải ngũ hùng U96 xin kết thúc tại đây. Vâng, kết quả cuối cùng là chim sẻ vô địch, BB đứng thứ nhì. Các clip sẽ được up lên trên trang gametv.vn, mục video, và các bạn có thể theo dõi ở trên đó.
Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi các bạn trong ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi trực tiếp trong những ngày sau, đặc biệt là chuyến du đấu của AOE miền Bắc vào trong Sài Gòn trong ít ngày tới.